Viettravel Airlines vừa lên tiếng trước thông tin hành khách bị thất lạc hành lý trên chuyến bay VU136 từ Bangkok về Hà Nội vào hôm ngày 17 tháng 2. Cụ thể hãng này cho biết hành khách có tên K khi đến sân bay quốc tế Nội Bài đã không nhận được hành lý của mình. Ngay sau đó, hành khách đã liên hệ với quầy thất lạc hành lý tại nhà ga để thông báo về việc hành lý bị thất lạc. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên đại diện quầy thất lạc hành lý và đại diện hãng bay cùng các bộ phận liên quan đã kiểm tra và rà soát lại toàn bộ quá trình vận chuyển hành lý ký gửi từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đại diện Viettravel Airlines cho biết các thông tin về tình trạng tìm kiếm hành lý thất lạc luôn được nhân viên cập nhật trực tiếp cho khách hàng thông qua điện thoại theo đúng quy trình. Đại diện hãng cũng thông tin về việc đã đề xuất và trao đổi về mức bồi thường thiện chí ngay lập tức là $5 trên 1 kg, tương ứng với 120.000 đồng. Bên cạnh đó, theo điều lệ vận chuyển và chính sách dịch vụ của hãng, Viettravel Airlines có trách nhiệm với hành lý của khách thất lạc từ hãng phục vụ. Trong trường hợp sau 21 ngày tính từ ngày thực hiện chuyến bay, mức bồi thường thiệt hại là $20 trên 1 kg, tương ứng với 476.000 Việt Nam đồng. Hãng bay khẳng định vẫn đang tích cực làm việc với các đơn vị liên quan trong việc phục vụ mặt đất tại sân bay để rà soát thật kỹ và nhanh chóng chọn trả lại hành lý nếu tìm thấy. Trước đó thì mạng xã hội lan truyền thông tin một tài khoản được cho là của hành khách K với nội dung xung quanh việc mình bị thất lạc hành lý. Đến ngày 28 tháng 2, anh này thông báo phía hãng bay đã liên hệ và thông báo hành lý có thể đã bị mất. Mức đền bù được đưa ra là $5 một kg hành lý. Điều đang nói cho hành khách, tính ra mức đền bù này vẫn chưa bằng tiền mua chiếc vali. Ngày 2 tháng 3, trả lời phóng viên VTC News, đại diện công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ mâu thuẫn tại hội làng khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, thôn Đàn Viên, xã Cao Viên tổ chức lễ hội truyền thống theo phong tục địa phương. Trong lúc tham gia lễ hội, hai người đàn ông sống ở địa phương xảy ra mâu thuẫn, một người bị đối thủ dùng kéo đâm nhiều nhát và tử vong sau đó. Sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ việc. Vào sáng ngày 2 tháng 3, người dân phát hiện có người tử vong ở bên trong ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng quận Tân Phú đã có mặt phong tỏa khu vực khám nghiệm hiện trường và lấy thông tin lời khai từ các nhân chứng. Một người dân ở gần hiện trường cho biết nạn nhân khoảng 30 tuổi, là một vũ công, người này thuê và sinh sống trong trong căn phòng ở ngôi nhà nói trên. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.